chứng khoán và ngân hàng. Xét về mặt thanh khoản, những cái cổ phiếu mà hôm nay có cái thanh khoản tốt trên 500.000 cổ phiếu mà gấp đôi trung bình 20 phiên thì có thể thấy ở đây, thì nếu mà gấp đôi trung bình 20 phiên thì vẫn là những cái cổ phiếu mà chủ yếu có vốn hóa nhỏ. Ở đây thì xuất hiện duy nhất có Hòa Phát. Hòa Phát hôm nay là có cái lượng thanh khoản gấp 3, tăng 196%, tức là gần gấp 3 lần trung bình 20 phiên, là cái dấu hiệu tích cực của dòng tiền tham gia. Nhìn trên cái thanh khoản này thì chúng ta có thể thấy là một số cổ phiếu như là DL1 này. DL1 thì giai đoạn vừa qua cũng có dòng tiền tham gia tốt. Hay là những cái cổ phiếu dòng thép penny như là VGS đây đúng không ạ? SMC hay là TLH, những cái cổ phiếu mà trong giai đoạn vừa qua em có phím cho anh chị. Đó là nhóm cổ phiếu thép. Ngoài ra thì nhóm chứng khoán thì có TVC. Tiếp tục TVC có cái thanh khoản tương đối lớn. TVB, hai cái ông nhà Chí Việt. HAR. Rồi hôm nay nhóm đầu tư công thì cũng có một số cái động lực tương đối là tốt. Như ở đây xuất hiện, ở đây là có BCC. BCC rồi HBC. HBC từ buổi sáng ngày hôm nay, lúc mà live stream ấy, lúc mà nó chưa trần ấy, lúc đó em có báo anh chị là chúng ta có thể bắt một ít được. Lúc đó nó còn tầm 4% nhỉ? Nó còn 4%. Em còn nhớ buổi sáng hôm nay. Đấy. Hay là OGC cũng là một cái cổ phiếu mà thuộc cái dòng tài chính. Đấy, G36 ngày hôm nay cũng là một cổ phiếu mà có dòng tiền tham gia tốt. Mà G36 thì trong team anh em cũng đã bắt được, hàng đã về từ ngày hôm qua cơ, và hôm nay nó bắt đầu nó chạy một cái cây cũng thanh khoản 337%, tức là vượt nhé, chứ không phải là gấp nhé. Tức là nó vượt tận 3 lần, vượt 300%, tức là nó tăng 4 lần, tăng 4 lần so với trung bình 20 phiên. Đấy là một cái tín hiệu tích cực về mặt dòng tiền. Giai đoạn vừa qua thì em vẫn chia sẻ với anh chị là cái dòng tiền nó rất là quan trọng. Hay là AS ngày hôm nay dòng tiền vẫn tiếp tục. Mã AS thì cũng ví với anh chị cách đây khoảng 3-4 hôm, đúng không? Lãi vẫn chạy cũng khá ổn. Đó, nhìn chung thì với cái tiêu chí là vượt trung bình 20 phiên 100% thì xuất hiện những cổ phiếu vốn hóa lớn. Ở đây là chỉ có Hòa Phát. Chúng ta cùng hạ bớt cái tiêu chí của nó xuống tầm 50% thì bắt đầu xuất hiện, chúng ta cùng xem cái ông lớn thôi chị nhá. Bắt đầu thấy có ở đây là thêm HSG, Hoa Sen, SSI vượt 56%, tức là dòng tiền với cái tiêu chí này ngày hôm qua thì những cái cổ phiếu chủ yếu là những cái cổ phiếu nhỏ nhé. Anh chị thấy em lọc như này này, chủ yếu là những cổ phiếu nhỏ ngày hôm qua thôi. Hôm nay thì bắt đầu dần xuất hiện với cái tiêu chí 100%, tức là gấp đôi thì chỉ có Hòa Phát. Còn hạ tiêu chí xuống 50% thì đã có SSI, Hoa Sen, CTD thì không nói rồi, Nam Kim. Đó. Nam Kim rồi. Chỉ có thêm 3 cổ phiếu nữa thôi. Chủ yếu là SSI thôi. Này, nếu mà để tầm 10 phiên thì khả năng sẽ có nhiều hơn cổ phiếu đâu. Nếu mà để 10 phiên thì có thêm VND, chứ là 10 phiên gần đây thôi. Cái tiêu chí 10 phiên thì nó sẽ hợp lý hơn là 20 phiên. Vì cái dòng tiền nó luân chuyển khoảng tầm 1 tuần trở đây thì nó sẽ hợp lý hơn. VND, xuất hiện thêm VND, SSI vẫn xuất hiện. Hòa Phát thì chắc chắn rồi. Đấy, cũng không có nhiều. Đấy, nhưng mà bắt đầu xuất hiện những cái cổ phiếu vốn hóa lớn, bắt đầu dòng tiền quay trở lại. Đấy, quay trở lại. Đó là một cái dấu hiệu tích cực cho thị trường rồi nhá. Em nói rồi, tích cực cho thị trường. Dòng tiền tham gia ở những cái cổ phiếu vốn hóa lớn thì thị trường mới có thể lên được. Không thể nào mà dùng một cái ông xe đạp mà có thể kéo được một cái toa tàu hỏa được, đúng không ạ? Phải dùng những cái ông lớn, một cái động cơ lớn thì mới kéo được những cái đoàn tàu lớn đi được. Và VN-Index thì chủ đạo là nhóm ngân hàng, bất động sản, rất là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn, thì phải những cái ông vốn hóa lớn chiếm thị trọng lớn thì mới kéo được. Thì hôm nay xuất hiện những cái tín hiệu ban đầu tích cực cho thị trường. Tuy nhiên thì chúng ta cùng xem về độ thị.
xem là như thế nào chị nào. Đấy, về mặt dòng tiền thì như vậy thì đang tạm thời là tích cực đúng không ạ? Tạm thời tích cực, nhưng mà phải xét thêm một cái tín hiệu nữa là về mặt về về đồ thị, xem là cái sự cung cầu hai bên mua bán họ gặp nhau ở đâu. Cách đây 2 3 hôm thì bắt đầu cái vùng 1056 1060 là xuất hiện cái lực bán. Đấy, lực bán nhẹ về đây. Đấy, từ ngày hôm kia hay hôm qua gì đó, sau đó là hai cái vùng này nó tranh chấp nhau đến cái phiên ngày hôm nay. Khi mà phiên buổi sáng ngày hôm nay là xuất hiện một cái lực bán về đâu đó là vùng 1054, nhưng mà sau đó cái lực mua lại tiếp tục thắng thế trở lại, và cuối phiên thì cái lực mua tiếp tục quay trở lại tương đối mạnh và tiệm cận cái vùng quanh quanh 1065. Buổi sáng ngày hôm nay thì hai cái hôm gần đây thì em chia sẻ anh chị là buổi sáng đầu phiên những cái cổ phiếu nào mà đã tăng tốt ở cái nhịp vừa giờ, nhất là những cái dòng penny, thì anh chị nên canh hạ thì trọng. Thì ngày hôm nay thì cái dòng penny, những cái cổ phiếu mà đã thị trường thì vẫn đang tăng tốt nhé, nhưng mà những cái cổ phiếu penny đã tăng tốt ở cái nhịp vừa giờ thì đang có cái dấu hiệu chững lại, và dòng tiền thì có những cái dấu hiệu nó rút một chút ra và tham gia vào những cái cổ phiếu vốn hóa lớn như em vừa nói. Và cái tín hiệu cuối phiên này nó chủ đạo ở cái những cái nhóm vốn hóa lớn, và nó khác, nó những cái mã này nó không phải là những cái mã mà đã chạy 3 4 ngày hôm nay, mà là những cái mã khác. Ví dụ như hôm nay là có nhóm nhóm thép và nhóm đầu tư công thì dẫn, cuối phiên thì có thêm nhóm chứng khoán nữa, thì ba cái nhóm đó ngày hôm nay có tín hiệu tích cực và dẫn cái tín hiệu tích cực đó lan tỏa toàn thị trường. Và hiện tại thì nếu về mặt đồ thị thì ở đây có thể thấy là nó đang tiệm cận một cái vùng cản. Vùng này thì trước đó nó cũng là một cái vùng hỗ trợ, một cái vùng hỗ trợ giai đoạn trước, bây giờ thì nó lại là kháng cự tương đối là mạnh, nên là cần một cái thời gian nó kiểm chứng ở cái vùng này. Cái khả năng thị trường mà bứt qua được luôn cái vùng 1075 là tương đối thấp, chị ạ. Khả năng nó lại phải lình xình tích lũy trở lại, vì trước đó chị có thể thấy ở đây cái vùng 1055 1057 là một cái nhịp hồi của cái dạng trước, nhịp hồi nhẹ thôi, thì nó cũng phải mất đâu đó tầm 2 phiên. Nhưng mà lần này cái kháng cự phía trên này là quanh 1070 1075 này, thì khả năng nó phải lình xình thêm ở đây, và đặc biệt là cái vùng 108x là cái đỉnh của cái nhịp hồi trước, thì nó lại phải cần một cái động lực mạnh hơn nữa. Anh chị thấy nếu mà xét không H1 thì có thể thấy ở đây đó là cái cây nến H1 này, em zoom lớn lên nhá, cây nến H1 này đúng không ạ, đó là cái cây nến mà nó xuất hiện một cái vùng khá là lớn, lực bán tương đối mạnh, nó gọi là gãy một cách rất là dứt khoát, thủng mất cái vùng nền này luôn, nên là lên cái vùng nửa cái thân nến này là tức là quanh 1070 à 1077 đấy, loanh quanh 1075 1077 là cái vùng hiện tại đang là kháng cự, và là đỉnh của nó nữa là 1085, tức là từ 1075 đến 1085 thì đang đóng vai trò là cái vùng kháng cự ở trong cái nhịp ngắn hạn sắp tới, nên là thị trường tiệm cận đến những cái vùng kháng cự ngắn hạn, mà những cái cổ phiếu của chúng ta đã tăng đâu đó được tầm khoảng 15%. Em đã chia sẻ anh chị ở này cách đây hơn một tuần là loanh quanh cái vùng này. Đấy, loanh quanh cái thời điểm tầm 24 25 gì đó trước cái nghỉ lễ và sau khi nghỉ lễ, khoảng trước nghỉ lễ khoảng tầm 1 2 phiên và sau nghỉ lễ cái hôm thứ năm thứ sáu đấy. Khoảng tầm cái vùng đó là báo chị mua. Và bây giờ thì nó đã chạy được một cái nhịp cũng tương đối mạnh rồi. Đâu đó có những cổ phiếu là tầm 25-30%, có những cổ phiếu chạy chậm chậm thì tầm 15%, còn chậm hơn chút nữa thì khoảng 6-7%. Nói chung là những cổ phiếu mà giai đoạn vừa qua em chia sẻ với anh chị nó đều chạy với một cái lợi nhuận tương đối là lớn rồi, và nó cũng đang có những cái dấu hiệu chứng lại ở những cái nhịp gần đây. Hầu hết những cổ phiếu đang chứng lại một chút nhé, đang chứng lại, trừ những cổ phiếu của nhóm chứng khoán thì hôm nay nó lại do cái nhóm vốn hóa lớn như là SSI, HCM, VCI, đặc biệt là SSI có cái tín hiệu dòng tiền lại quay trở lại, nên là có những cổ phiếu chứng khoán nó lại tiếp tục nó phá đỉnh lên. Nhưng mà hầu hết những cái cổ phiếu penny nhịp vừa giờ đã chạy khoảng tầm 15-20% thì đang có cái dấu hiệu chứng lại, và dòng tiền có những dấu hiệu rút ra để quay trở lại những cái mã có vốn hóa lớn hơn. Đây là thị trường hiện tại, không phải là cái thời điểm mà chúng ta mua. Cái điều này thì em nhắc lại từ cái hôm cách đây khoảng 2 hôm rồi đã báo với chị, nếu thị trường xanh mạnh cái đến này đấy, kéo lên thì những cái cổ phiếu đã chạy mạnh như vừa giờ thì chúng ta không thể mua được, mà canh mua những cái cổ phiếu mà ở cái vùng nền mới có dấu hiệu tín hiệu về mặt dòng tiền thì chúng ta vẫn mua được. Nhưng mà cái việc mua thì trọng nó vẫn phải giảm lại khi mà thị trường nó tiệm cận những cái vùng đỉnh, tức là vùng kháng cự ở trong ngắn hạn, mà thị trường chung và chạm kháng cự thì nếu mà nó chỉnh thì hầu hết các cổ phiếu nó sẽ chỉnh.
Đấy, lúc lúc nó tăng lên thì nó lúc tắt, ông nọ ông kia tăng, nhưng mà lúc nó chỉnh thì nó sẽ hầu hết các cổ phiếu điều chỉnh. Anh chị hiểu điều đấy đúng không ạ? Nó tăng lên thì là tăng lên một thang bộ, vì là lúc ông nọ tăng, lúc ông kia tăng, còn lúc nó chỉnh thì là rào một cái là ông nào cũng chỉnh hết. Nên là ông mạnh hay ông yếu, ông mạnh thì ông chỉnh ít, ông yếu thì ông chỉnh nhiều. Ông nào đã tăng mạnh thì ông ấy sẽ chỉnh mạnh, còn ông nào chưa tăng thì ông ấy chỉnh yếu. Nên là cái việc mua mới thì chúng ta vẫn tham gia được, nhưng mà cái tỷ trọng chúng ta mua thứ nhất là phải nhỏ lại, nhỏ lại và chia làm những lần mua khác nhau, thì lúc đó cái rủi ro của chúng ta sẽ bớt đi khi mà nếu mà thị trường nó chỉnh. Còn những cổ phiếu mà đã tăng mạnh rồi, em có báo anh chị là anh chị hạ bớt tỷ trọng đúng không, vào cái phiên ngày này. Đấy, cái phiên mà cái râu nến trên dài này là quanh 1063, 1064 là báo chị hạ một phần, và cái phần còn lại thì không được bán. Tại sao không được bán? Tại vì là những cái cổ phiếu mạnh thì có thể là nó chỉ rung lắc mà nó không về những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn, mà có thể tiếp tục đi lên. Đó là cái em vẫn ví dụ cái con CTD với anh chị nhé. Có những thời điểm như này, ví dụ như này, đấy, nó chỉ lên đây mà nó rung lắc đi ngang, nó không chỉnh về cái vùng hỗ trợ. Đấy, chỗ này cũng vậy, chỗ này cũng vậy, nó chỉ chỉnh đi ngang thôi mà nó không rung lên, nó không giảm xuống để chúng ta mua lại. Nên là chúng ta chỉ bán 1/2, không bán hết, để trời trừ cái trường hợp là nó không chỉnh về cái vùng mà chúng ta mua lại 1/2. Khi đó chúng ta vẫn còn 1/2 thì chúng ta chạy tiếp tục cái lượng lãi đó đến kết thúc cái con sóng thì thôi. Để cái đường tiền 1/2 đó, nếu mà nó giảm về thì chúng ta mua thêm, còn không giảm về thì chúng ta lại chọn con khác. Đấy. Không bán hết là chị nào, em nhắc đi nhắc lại cái chuyện này trên room khách hàng của em cũng vậy, là báo anh em là có mua thì có bán thì bán được, bán túc tắc bán được, nhưng mà không được bán hết chị nào. Không được bán hết, đấy là cái điều cực kỳ quan trọng ở trong cái nhịp này. Mà nếu mà đã lên thì nó vào sóng thì nó sẽ tăng rất là tốt. Có những cổ phiếu mà nó chỉnh, có những cổ phiếu nó không chỉnh, kiểu như là một số cổ phiếu nó chỉnh như là BCG chẳng hạn thì nó lại chỉnh này. Ví dụ chúng ta chốt lời ở đây đúng không, thì nó vẫn có chỉnh về đây cho chúng ta mua đó, nó lại lên tiếp. Đấy, còn này cũng vậy, có thể nó lại chỉnh lình xình tích lũy, có thể 1-2 phiên nữa nó kéo lên, nó lại chỉnh về cái vùng này cho chúng ta mua. Nhưng mà trừ trường hợp những cái cổ phiếu mà nó không chỉnh, hoặc là có như con PSH chẳng hạn, nó cũng không chỉnh chúng ta mua. Nếu mà ai bán hết ở đây thì chắc chắn là nó mất hàng, chắc chắn là mất hàng ở chỗ này đó. Đó anh chị nhá. Nên là cái việc bán trong hiện thực hóa lợi nhuận trong ngắn hạn là cũng là một cái việc cần thiết cho những anh chị mà cái lợi nhuận nó đã tăng tốt đó. Còn 1/2 còn lại thì anh chị phải nắm giữ. Cái chi phí cơ hội ở đây đó là có thể cái cổ phiếu đó nó sẽ phải chỉnh và nó thủng mất cái vùng hỗ trợ, thì lúc đó từ cái vùng hiện tại mà nó thủng vùng hỗ trợ ấy, là cái vùng mà chúng ta, cái chi phí cơ hội của chúng ta. Đây ví dụ con BCG. Ví dụ con BCG này, anh chị bán một phần ở đây, đúng không? Sau đó anh chị mua lại ở cái phần dưới này. Nhưng mà có những trường hợp mà nó cứ lình xình đi ngang này thôi. Đấy, nó không tăng nữa, nó lình xình đi ngang. Đấy, nó lình xình đi ngang. Khi đó thì anh chị, cái lượng mà nó giảm lợi nhuận từ cái vùng đỉnh này xuống cái vùng này, đấy là cái chi phí cơ hội chúng ta. Nó giống như những cái mã như là BSI chẳng hạn. Ví dụ con BSI. Đây anh chị bán một phần ở đây, chẳng hạn ở đây. Đấy, một phần ở cây này. Và sau đó nó cứ đi ngang, lình xình đi ngang này, không biết lúc nào nó tăng. Đấy, thì lúc đó anh chị vẫn phải nắm giữ nhá. Vẫn phải nắm giữ, và không biết khi nào nó tăng mà nó chưa vi phạm một cái gì ấy, thì anh chị vẫn nắm giữ. Đó là cái chi phí cơ hội mà chúng ta chờ đợi những cái mã này này, có thể nó tạo ra một cái chu kỳ mới, tức là nó tiếp tục nó phá đỉnh đi lên, hoặc là có thể một cái trường hợp xấu là nó gãy cái trend này nè, gãy cái vùng nền nó đi xuống, thì lúc đó chúng ta bán cái 1/2 nó ra, tức là cái lượng chênh về mặt lợi nhuận từ cái vùng mà anh chị bán lần một đến anh chị bán, gọi là cắt lời đấy, cắt lời lần hai thủng cái vùng nền này, là cái vùng này chính là cái vùng mà anh chị chi phí cơ hội. Một là chúng ta mất cái lượng phần trăm đó, hai là chúng ta giữ được, chúng ta nó sẽ đi lên được giống như con CTD đó. Đấy, giống như CTD, một là nó sẽ gãy cái vùng này nó đi xuống, hai là nó đi phi lên, nó phi thì phi rất mạnh, thì cái vùng mà chênh lệch lợi nhuận giữa hai cái lần đó là cái vùng mà chi phí cơ hội chúng ta đấy. Chi phí chúng ta phải bỏ ra và chúng ta bắt buộc phải chấp nhận cái điều đó để chúng ta ăn được một trận con sóng anh chị nhá. Đấy, về thị trường thì nó cũng có không có gì nhiều. Về RSI thì nó đang lên cái vùng sát cái vùng 70 rồi, qua cái vùng 70 của cái khung H1 rồi, và những cái lần trước vào thị trường sideways thì em cũng chia sẻ với anh chị rồi. Đây H1 đây,
nhìn cái trên view nó dễ hơn. Đấy. Những cái lần trước cũng vậy, nó cứ tiệm cận cái vùng cao này 71 72 này là xuất hiện cái lực bán, đúng không? Lần này, lần này cũng xuất, lần này xuất hiện lực bán này, đúng không? Đây này, em zoom nhỏ lại nha. Đây đúng không, lần này cũng xuất hiện này, lần này cũng xuất hiện này, đúng không ạ? Đó, ba lần gần nhất rồi. Vậy cứ lên vùng 70 mà hiện tại thì nó lại tiệm cận rất là gần cái vùng đỉnh như em vừa nói lúc nãy, là quanh 107x đến 1080 là cái vùng cản ở trong cái nhịp T cộng. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta đánh T cộng đấy, thì chúng ta hạ bớt, cản hạ bớt là cái chuyện tương đối là dễ hiểu chứ nào. Đấy. Ok, về thị trường thì nó chỉ có như thế thôi. Ok, xét một chút về VN50, thì hôm nay VN50 có dấu hiệu tích cực hơn, thì nói thêm một chút về cái dòng vốn hóa lớn. Đây là chart daily của VN50. VN50 hôm nay thì thanh khoản tốt, đúng không ạ? Và giá thì cũng tiệm cận cái vùng đỉnh cũ, nó còn cách xa hơn một chút so với VN-Index. Cái đỉnh cũ của VN50 ở đây nó quanh 1083, 1084, bây giờ đang 1066, tức là cách khoảng tầm mười mấy điểm nữa, đúng không ạ? Còn VN-Index thì nó đang cũng 1066, nhưng mà cái đỉnh gần nhất nó lại là 1070 gì đó, đúng không? Tức là nó, cái dư địa để tăng được của VN30 ở trong khung daily thì nó còn xa hơn một chút. Hôm nay thì thanh khoản, đây, xét về thanh khoản của VN-Index. VN-Index thì cái chênh lệch giữa thanh khoản của cái VN-Index so với ngày hôm qua với nhau, hai cái phiên này với nhau thì nó là không đáng kể. Nhưng mà với VN30 rồi. Lộn. Đấy, anh chị thấy không? Chênh lệch giữa cái phiên hôm qua với phiên hôm nay của VN50 thì là của VN50 thì hôm nay lớn hơn hôm qua cũng nhiều hơn, đúng không ạ? Mà nó vượt trung bình 20 phiên. Đó là cái dấu hiệu ban đầu của cái tín hiệu về mặt dòng tiền, nó đã có cái dấu hiệu nó xoay dần một chút từ cái nhóm vốn hóa vừa và nhỏ sang cái nhóm VN50. Đấy, nhóm vốn hóa lớn. Nên là thị trường thì hiện tại thì đang vẫn tương đối là tích cực khi mà cái dòng tiền quay trở lại, đang dần quay trở lại với nhóm trụ. Nhưng mà để mà đi lên được thì nó cần phải xử lý được cái cản rất là mạnh quanh vùng 107x đến 108x của cả VN-Index lẫn VN30. Và cái vùng này thì trước đó có những cây nến bán tương đối mạnh và cũng khá là nhiều anh em đang đu ở cái vùng này. Và xa hơn một chút nữa lại là cái vùng quanh vùng 1100. Thì tạm thời trong nhịp T cộng trong những hột hai phiên tới thì chúng ta quan tâm trước đến cái vùng 107x đến 108x, xem là phản ứng của thị trường như thế nào ở vùng này, thì chúng ta quyết định, tiếp tục quyết định. Và cái lượng 1/2 còn lại hoặc là 2/3 còn lại thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi và quan sát. Thị trường đi lên nhưng mà có một những cái cổ phiếu có thể xuất hiện những cái cổ phiếu mà có thể nó tiếp tục nó chỉnh nhé. Tiếp tục nó chỉnh thì lúc đó chúng ta lại xử lý cái kiểu khác nhé. Đây là em nhận định chung về mặt thị trường, còn những cổ phiếu riêng lẻ thì anh chị phải nhìn vào cái vận động của nó để biết được là cái cách xử lý như nào. Và hôm nay thì em thấy một cái điều là tích cực cho thị trường nhưng mà nó đang có những cái dấu hiệu nó không được gọi là quá còn đẹp nữa so với cái khoảng tầm 2 tuần trở đây, thì em hướng đến anh chị những cái mã, cái nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, đúng không ạ? Đấy là thị trường thì tích cực nhưng mà cái dòng mà chúng ta đánh trong khoảng tầm 10 phiên trở đây, 10 ngày, 10 phiên, tức là tầm khoảng 3 tuần trở đây, kể cả ngày nghỉ lễ đó, tầm 3 tuần, gần 3 tuần trở đây, thì đâu đó thì nó đang có những cái dấu hiệu nó không được ổn lắm. Nên là mọi người nên quan sát kỹ nhá. Ok, tiếp theo là đến cái nhóm vốn hóa vừa. Đây là cái chart của những cái mã mid cap, là những mã vốn hóa vừa. Xét về mặt là khung daily thì nó đang tiệm cận cái vùng đỉnh ngắn hạn, quanh cái vùng đỉnh ngắn hạn này. Nó đã có những cái dấu hiệu vượt vùng đỉnh ngắn hạn. Đây là cái đỉnh của VN-Index tương ứng với vùng 1085, này, 1083, 1085, cái đỉnh cũ là hôm nay nó vượt, nhưng mà nó lại tiệm cận đến một cái vùng đỉnh cao hơn ở đây. Cái đỉnh này thì thực sự nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, vì trước đó nó xuất hiện những cây nến bán cực kỳ là mạnh này. Cái việc bán, cái lực, tức là cái kháng cự nó mạnh hay không thì anh chị quan sát một chút xem là cái lực bán của nó có mạnh hay không, tức là cái xung lực của nó, cái số cái nến đỏ là bao nhiêu và cái lượng điểm nó giảm
tại trong cái số lượng cây nến đỏ đó, nó ít hay là nó nhiều, để xác định được là cái vùng đó, cái phe bán nó lớn hay nó mạnh, hay nó yếu hay nó mạnh. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là trong khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, khoảng tầm 2 tuần, nhưng mà cái áp lực bán nó gia tăng và nó rất mạnh, nhất là những cái nến đầu tiên. Thì ở đây nó đã tiệm cận khá là gần cái vùng này rồi, khá là gần cái vùng này rồi. Đâu đó nếu mà tính về mặt phần trăm, cái điểm số này thì nó hơi dị, nên là chúng ta đếm phần trăm đi. Phần trăm ở đây thì nó chỉ còn tầm khoảng tầm loanh quanh 2 đến 2,5% nữa thôi. Nó đã tiệm cận đến cái vùng mà cản, có thể nói là tương đối mạnh ở trong khung daily ngắn hạn. Và nếu mà nhóm xét về cái nhóm midcap ấy, thì cái thói quen của nó về RSI thì anh chị thấy nó cứ tiệm cận cái vùng 70, sát cái vùng 70 của khung daily là xuất hiện cái lực bán. Trước đó đây là lên 70 này. Lần thứ hai là nó lên cũng gần vùng 66-67 này. Thì lần này nó đã lên đến vùng đâu đó là cũng 66-67 rồi. Và hiện tại thì cái trạng thái về mặt Ichimoku thì hai cái đường Tenkan và Kijun nó đang tách nhau ra, tức là cái động lực tăng nó không còn mạnh nữa. Đây, nó không như cái chỗ này. Chỗ này là hai cái đường Tenkan Kijun nó đang sát nhau thì nó tăng tương đối mạnh. Nhưng mà đến đây là bắt đầu nó hơi tách nhau ra một chút. Nên là nếu mà nó không phá được đỉnh trong những phiên tới thì cái áp lực điều chỉnh nó sẽ gia tăng lên. Đó là cái nhóm midcap này. Midcap thì tích cực thì nó đã vượt cái đỉnh tương ứng với index 1085. Nhưng mà ngược lại thì nó lại tiệm cận một cái vùng đỉnh cao hơn và cái kháng cự nó mạnh hơn nữa. Ok, đó là midcap. Chúng ta cùng xem khung H1 nào. H1 thì H1 ở đây thì cũng trạng thái tăng cũng tương đối yếu. Hai kiếm tách ra. Thứ hai thì RSI ở đây có thể thấy là mặc dù là như thế này đóng nến là phá đỉnh, nhưng mà RSI nó vẫn nằm dưới. Tức là nếu mà phiên ngày thứ hai nó tăng tiếp nhưng mà RSI nó không phá được cái đỉnh này thì tức là nó sẽ xác nhận một tín hiệu phân kỳ nếu mà có một cái nến đỏ. Ở đây nhá chị nhá. H1 nhá. H1 có thói quen cũng vậy, nó cứ lên cái vùng, một lần trước thì nó lên cao hơn, ở đây lên tận cái vùng 84 83 84, thì lần cao nhất cách đây 2 hôm thì nó lên vùng 75 rồi. Nếu mà nó lên được 84 thì nó phá phân kỳ. Đấy, còn nếu mà nó không lên được lên 84 mà nó sẽ xuất hiện những cây nến đỏ từ khoảng tầm 4-5 giờ tới. Đấy, nó có lình xình ngang, có thể là phá cái đỉnh lên một chút, lình xình ngang và xuất hiện một cây nến đỏ thì nó sẽ xác nhận một tín hiệu phân kỳ ở trên khung H1 nhé. Đó là khung H1 nhé. Nếu mà xác nhận trên khung H1 thì có thể nó có một cái nhịp chỉnh ở trong ngắn hạn, khoảng tầm 3-4 phiên gì đó. Thì lúc đó thì chúng ta lại canh, chúng ta mua lại cái vùng chỉnh, nhịp chỉnh. Thì cái nhóm midcap và penny ở trong giai đoạn vừa qua thì em chia sẻ với anh chị rất là nhiều, không đánh trụ nhiều, không, gần như là không có mã trụ nào trong giai đoạn vừa qua, chỉ có mỗi HPG thôi. HPG thì cũng nói chị, nhưng mà anh chị nào ưa an toàn thì đánh thôi. Hiện tại thì cũng đã có lợi nhuận nhé, khoảng tầm 7% rồi, à hơn chứ, tầm 7-8% gì đó đấy. Nhưng mà chủ đạo vẫn là midcap và penny, nên em phân tích cái nhóm này nó kỹ hơn. Vì chủ đạo khách của em hay là anh em trên room hay là anh em xem live stream thì cũng chủ đạo là cái nhóm này. Đây là em phân tích kỹ hơn nhé. Tiếp theo là nhóm small cap, là cái nhóm vốn hóa nhỏ. Vốn hóa nhỏ thì không daily thì nó đã vượt hết được cái vùng đỉnh rồi. Nhóm này thì nhịp trước thì nó gần như là nó không tăng, không tăng nhiều, nó không tăng được như nhóm trụ. Và hiện tại nó đang, đây có một cái đường trên line. Cái điểm thứ hai là cái đường vùng đỉnh này. Đấy. Thì chủ đạo ở trong ngắn trung hạn thì cái nhóm này nó đang chạy theo cái đường trên line này, hai cái trên song song này. Đó. Đi lên. Và bây giờ nó đang tiệm cận cái đường cản chéo bên trên. Thì ở đây chị có thể thấy là nó đang hợp bích của hai cái đường cản chéo. Một là đường cản chéo ở đây, hai là cái đường cản ngang, thì đang hợp bích cả đúng cái vùng này. Nên là cái cơ hội tăng mạnh đối với nhóm small cap nữa là tương đối là khó. Tương đối là khó. Thứ hai thì RSI của cái vùng hiện tại trên khung daily thì nó đã lên một cái vùng tương đối cao. Tương đối cao ở đây lên tận vùng 78 rồi. Và thông thường thì những cái lần trước anh chị có thể thấy thói quen của nó này. Thói quen của nó thì nó chỉ đâu đó, cái chỗ này thì nó kéo rất là thốc. Chỗ này nó kéo thốc để nó phân phối này.
Còn những cái lần nó đi sideways thông thường thì nó chỉ lên được những cái vùng 72, 73. Thì hiện tại chúng ta đã vẫn đang đánh ở cái biên sideways đúng không? Đây. Cái biên sideways ở quanh cái vùng này, cái vùng đỉnh 1500 này thì cũng là biên sideways. Đấy. Thông thường là nó sẽ lên cái vùng 70, 73, 74 là sẽ xuất hiện một cái lực áp lực ở trong ngắn hạn. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là có một cái vùng cản, thứ nhất là cản ngang, thứ hai là cản chéo ở đây. Đúng không ạ? Trên khung H1 thì cũng tương tự, H1 thì tín hiệu nó đang có dấu hiệu nó rõ hơn một chút ở đây. Tức là cái đường RSI nó đã cắt xuống cái đường signal rồi. Giá thì vẫn tăng nhưng mà kết luận được một điều đó là cái động lực tăng nó không còn quá mạnh nữa. Cái động lực tăng nó không còn mạnh nữa. Nó có kéo thì nó cũng chỉ kéo rướn lên được thôi. H1 nó đang nói lên cái điều đó chị nào. H1 nó... Tích cực thì nó chỉnh xuống đâu đó khoảng tầm, nếu mà về mặt phần trăm này, nói về điểm số thì nó cũng hơi lạ. Cái này nó chỉ số chung tầm 3-4%. Nếu mà chỉnh thì nó chỉnh khoảng tầm 3-4%. 3-4% và tích cực nhé, nó chỉnh 3-4% và nó đi ngang. Thì lúc đó nếu mà có những cái dấu hiệu nó giữ được ở vùng này thì em cho anh chị bắt lại cái lượng mà chúng ta đã bán cách đây 1-2 hôm, hôm ngày hôm qua. Đó anh chị nhá.